Dạ, Kim Mỹ xin cô hát cúng dường lên Đức Phật và cúng cho thầy Hề Sa. Hồi xưa cũng hay gọi Kim Mỹ đi hát và tất cả quý vị khách qua đây, bài hát Ân Cũ được mang tên Biệt Kinh Kỳ. Thank you.
hỏi đất đất tôi, bạn nói rằng tôi đã khoác áo kinh đi ra ngoài rồi. Chào chị là nghệ sĩ gì chị? Chị là bây giờ là Kim Mỹ, hồi xưa đi hát chung với Hệ Sa là Ngọc Trinh. Dạ. Đấy, tên là Ngọc Trinh. Ủa, chị quen biết cái chú Hệ Sa như thế nào? Hồi xưa thì anh của mình thì quen chú Hệ Sa, xong rồi sau đó thì chú Hệ Sa dẫn mình đi hát. Dạ. Đi hát nhạc thôi, đi hát dạ. Mở màn chương trình nào cũng bắt hát mở màn hai bài nhạc hết đó. Dạ. Hát chung với chú cũng mấy năm. Vậy đó mình công tác đoàn hay sao chị? Dạ, đi hát show. À, hát show hả? Dạ. Hát show cũng có năm đi hát đoàn, có một năm đi hát. Dạ. Hát đoàn đi từ miền Trung tới miền miền Tây. Rồi Tết. Rồi chị quen biết chú là sao như thế nào? Dạ. Thì hay chở chú đi hát, tại chú không, hồi lúc đó là chú bị như là mờ mắt á, không có đi xe được á. Dạ. Đi đâu cũng kêu chở đi rồi đi hát luôn. Dạ. Thì bây giờ chị có biết hát đàn cổ không? Dạ. Chị hát đàn cổ được không? Được. Mình hát nhạc, không hát nhạc giờ hát đàn cổ được rồi. Rồi hát cổ. Về sao đi hát gì hát cổ luôn. À. Tại vì thích, tại vì tánh của mình thì hay vẽ, vui vẻ, thích những người hả, nói chuyện hài hước, vui vui, cho nên thấy chú vui vui mình thích. Dạ. Dạ. Rồi chị có hát hài luôn không? Không. Mất hài hài tự nhiên rồi. Có hài nói chuyện tự nhiên thôi. Tại vì hồi đó giờ em chưa từng nghe nữ hát hài nên em mới hỏi. Dạ, thì bây giờ hôm bữa thì nghe chú bệnh mà tính đi thăm mà nói nhà ở Thủ Đức. Hồi đó thì có biết nhà chú là ngay chỗ đường khu tinh lượng, ngay chỗ mà trạm thu phí á. Dạ. Thì có tới nhà chú, mỗi lần đi hát có tới nhà chở chú đi cùng với lại Cẩm Như, Cẩm Loan này kia đó. Dạ. Nhóm á. Cẩm Như với Cẩm Loan thì hai chị em đi chung, còn chị thì chở chú đi đi hát Củ Chi, Hóc Môn này kia, đúng Bình Dương, Dĩ An. Rồi khi mà chị hay tin chú mất, cái cảm giác thì như thế nào? Buồn chứ. Rồi khi chị đến đây thì chị thấy cái không khí ở đây sao? Dạ. Thấy không khí ở đây sao? Thấy thanh tịnh, được thoáng. Mà là hơi vắng, nếu mà ở thành phố thì chắc có thể là nó đông hơn ha? Dạ, thì ở thành phố đây cũng hơi bị xa. Nếu mà ở thành phố thì sẽ đông người. Đông người, tôi nghĩ tại vì rất là nhiều. Ở đây sao? Còn rất là nhiều người không biết là hồi xưa đi với chú hát câu với chú có đi tới chưa. Nhưng không biết Cẩm Như, Cẩm Loan, rồi Cẩm Hiền này kia là đi thường xuyên luôn á. Ngày nào hồi như cũng đi. Rồi bây giờ mình hoạt động ở đâu chị? Bây giờ thì đi hát cũng hát tiếp. Hát show. Rồi ai chịu show nếu được giá thì... Đây là đi về là cộng tác với chị Ngọc Điệp. Hai chị em là Phong Kiếm Hiệp Bích. Hai chị em có chị em ruột không? Dạ, hai chị em bạn. Giống, có nét giống ha. Chắc, chắc tại hai người đẹp giống nhau nên nó giống. Đây, đẹp. Chị còn đẹp đến làm hay lắm ha. Vậy hả? Vậy chắc bữa nào chắc tìm chị đẹp chứ. Yeah. Em là chuyên săn những cái nghệ sĩ đàn hát. Yeah. Mới lạ. Yeah. Em thích vậy ạ? Dạ. Em dẫn anh lên chỗ chị Ngọc Điệp để cho nên là em... Không biết là em thấy ai đẹp là anh cho tìm ta. Nhưng mà có đàn có hát nữa là càng hay. Em cứ ghé quán chị có để chị rõ ràng chị đẹp. Quán chị đẹp là tới quán chị là cái gì cũng đẹp. Là toàn là những người đẹp. Anh có chọn bông hoa nào để làm biểu tượng không? Em chọn bông hoa nào để biểu tượng, nhớ giấu cái mối gai đi. Bây giờ quán mình ở đâu chị? Ở quận 7, quận 7, ở đường số 2, quận 7. Là mình hoạt động như thế nào? À, có như là quán cà phê, nhưng mà mỗi buổi sáng là anh em nghệ sĩ tụ họp lại để giờ bài, giờ ca điện tử, và nhạc, cái gì cũng có. Dạ. Nói chung là quán chị hội tụ đầy đủ. Dạ. Có đó là cái một cái nơi có tụ điểm để mà tụ họp những anh em nghệ sĩ trở lên. Dạ. Ca điện tử, bên nhạc luôn. Nói chung là gì cũng có. Rồi chị có kỷ niệm với chú Hồi Sao, chị có thể kể cho nghe không? Kỷ niệm với chú Hồi Sao thì chị không có nhiều, tại vì chị chỉ được hân hạnh đi với chú Hồi Sao một hai lần thôi.
con nhỏ này thì nó mới đi nhiều. Nhưng mà tại vì lúc đó là chị là giống như chị cảnh xô, rồi chị nhờ con nhỏ này đó, chú Hề Sa là thầy nó, rồi nó kêu chú Hề Sa đi cho xô của chị. Chị được biết chú Hề Sa hai lần thôi, nhưng mà nói chung là chị cũng thích, tại vì chú Hề Sa vui vẻ. Là chị chỉ biết cái chú Hề Sa qua con nhỏ này đó, nhưng mà giờ nó thầy nó đón ma được là mình phải đi. Mình cũng đã tay tay thấy chú Hề Sa cũng vui vẻ, cũng mến mộ đó, cho nên là dân mà ta còn đi rồi nói chi là mình, đúng không? Vậy là chị là nếu mà gọi theo từ chuyên môn là bà bầu. Còn mà không phải chuyên môn là kêu bà chồng. Có nhiều kỷ niệm hồi xưa đi chở đi chú đi hát là ngừng lại là hỏi địa chỉ cái nơi hát á, là cái người á người ta trả lời xong chú hỏi cái là cái ba nói ủa phải chú hát bài thằng cháu kêu ông nội nó rất dễ thương không có phải rồi, trời tao khoái lắm, trời mau mau chỉ rồi còn cách xe chạy chở đi tới nơi luôn, chú vui lắm. Nói chung là đi đường với chú rất là vui, tại chú kể mấy cái chuyện tiếu tiếu thoải mái lắm, mình đi mình không biết mệt luôn. Nên giờ chú mất thì cũng rất là thương tiếc. Muốn đến là đi thăm cũng kêu nhiều lúc mà bệnh á, thì cũng hỏi nhiều người chỉ nhà đi thăm mà không có dịp. Dịp chị gặp chú là lần cuối là ngày nào? Cũng lâu lắm rồi. Hồi cái lúc mà năm ba chị mất á, là chú tới ba chị mất cũng chú cũng tới hát. Má chị mất ba chú cũng tới hát. Là cũng mấy năm này. Tân viếng. Dạ. Rồi sau đó thì cũng đi show với chú vài lần. Cách đây cũng mấy năm rồi, lâu lắm rồi cũng gặp. Dạ. Cái hoạt động của người của mình cũng là ít quá cho nên ít có dịp để gặp nhau. Đúng rồi. Đúng không? Bữa nay là cả lần mình kinh Mỹ lấy thăm các chú vui lắm. Ca sĩ có lương nghệ sĩ có lương ít có dịp để gặp nhau. Gặp chung lúc thì mất rồi anh cũng đâu biết đâu. Dạ. Hôm bữa thì tôi nói có chú đi thăm thì chú có ra quán cà phê có nói với anh Châu Vương á, là hỏi để thăm chú lúc chú bệnh á, thì lúc bệnh đợt vừa rồi là cách đây chừng tháng mấy á, là nói rồi cái chú nghe Ngọc Trinh hỏi thăm cái chú chạy lên quán cà phê, nhưng mà bữa đó ngay cái bữa lễ Phật cái mình đi lễ rồi ở xa quá không có qua chạy ra được thăm chú, rồi tới bây giờ không chưa gặp được chú mà chú mất. Sao mà ảnh đau sao? Chú kể gì? Chú nói câu rất là tiếu, mà trong khi đó là cũng cách đây chừng nửa tháng ba tuần hồi cái bữa với Việt sư là chú lên chú gọi điện chú nói cái hỏi chú khỏe không chú đó. Chú nói là chú xuống dưới rồi mà Diêm Dương bắt lộn. Dương bắt lộn cho nên trả về lại mà chú còn cười vui. Mà cái đó là đợt mình mới xong rồi. Dạ mới xong là đợt cũng để gặp mà trước đó. Tại vì có dặn anh Dương Châu chừng nào chú tới là gọi điện chạy ra liền. Mà ngay bữa đó là ngay bữa đi lễ Phật rồi à, không có đi được, đang cầu nguyện rồi. Thường thường là tại vì Kim Mỹ đi chùa là mùng một cái rằm không có bỏ ngày nào. Ngày đó anh ơi cũng tiếc không có gặp chú được bữa đó thì cũng rất là tiếc, đã hẹn rồi không gặp. Hồi hướng đó. Dạ. Dạ. Rồi đó chú nói chuyện tiếu vậy đó, trong cái lúc mà không mà đó cũng bệnh rồi cũng là Diêm Dương thì cũng thương tiếc, chưa cũng mới tiếc cũng chưa có gặp được chú trước khi mất. Chị đến đây là khi nào chị trở lại Sài Gòn? Dạ. Khi nào chị trở lại Sài Gòn? Thì một chút tại vì đi chung với mọi người thì dạ đi xe chung thì chút thì mọi người về chung. Còn Kim Mỹ thì tính là hát một bài để cúng bạn chú mà nghe là kinh rồi dán rồi chứ. Dạ. Xong sắp xong sao mà lâu lắm đúng lắm đúng không? Dạ, không biết thì cũng biết chờ là nó chờ. Ở đó thì nhắn với chú luôn. Chú làm cái không khí rất là vui, ở đi xe Phương Tường đó. Dạ. Hát chung đoàn của Phương Tường.
có cái chuyện cười gì chú kể cho chị nghe mà chị thích hơn nhất không? Trời ơi, nhiều lắm. Trời ơi, ngồi chơi, ngồi trên xe là cười từ đầu tới cuối. Ủa chị cười, chị nhớ gì chị kể lại cho em nghe. Cười là giác như thế nào? Kể không có chuyện đó nghe. Kể chuyện cười. Ủa thì em đi với ai vậy? Tới là đi chung với lại, đi với chú là nhiều lắm. Đi chung chú với lại cô... cô Lệ Thu, chị Lệ Thu nè, chị Cúng Hài. Rồi chung với lại cô Út Bạch Lan. Rồi từ đó có kỷ niệm là đi xong rồi cái bị công an thổi. Cái chạy xuống, chạy xuống cô Út Bạch Lan chạy xuống xe xin. Cái công an với cô Út, rồi cứ chứ nó cho đi không có phạt. Vắng sao á. Bây giờ cảm ơn chị với thời gian chia sẻ những kỷ niệm của mình. Càng ngày nó càng chị ba số mẹ nó càng bảo quá. Dạ em cũng em thăm viếng chú thì mong là cầu nguyện xưa nữa. Trời bây giờ thành ra ngay cả xin độ cho chú anh em mà rất thân sớm xuôi xong mình nói gì nói không phải gì cho gia đình và chú mà chú xuống dưới thì chú cũng ráng niệm Phật để mà được Phật cứu độ nguy hiểm lắm các bạn chị dạ vẫn nhắm đi